khi vào clip thì anh em hãy nhớ like và comment với lại subscribe cho mình nha. Ví dụ bạn nào mà like, share, comment á, mình chỉ dành tặng dưa cho 3 bạn thôi nha. Tại mình có dưa ít lắm. Đây mình có ít 2 này, mai mình có rồi. Các bạn nhớ like, share, subscribe, comment rồi nha. Comment tên với lại server, mình cho server 8 thôi nha. Mình không cho server khác. Ví dụ cho server 1 mình có vàng mình cho. Mình nhớ mình còn mấy chục triệu vàng bên server 1 á. Bạn nào thích thì để lại tên nhân vật với lại server nha. Khi nào mà mấy bạn thấy mình á, mấy bạn xin vô ID mình nè. DT4987. Anh em nào thích thì muốn có dưa free để trồng á thì anh em comment mình, nhớ like, share, subscribe mới được nha.